chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại mình cùng anh Hải, chị Tuyên, chị Diễm và chị Pơ là đang ở 26 Sơn La chờ anh em nha. Chị rất là hot với câu 26 Sơn La chờ anh em ấy nhỉ. Dạ. Tất cả mình đồng thanh một câu đi. Nào. 26 Sơn La chờ anh em nha. Và trước khi khám phá thành phố Sơn La thì mình sẽ cùng anh chị là thưởng thức một món ăn buổi sáng ở đây, đó là món phở đồi trâu. Phở đồi trâu. Rất là nổi tiếng anh chị. Thì bây giờ anh em mình vào trong để xem là trong ấy có đồi trâu. Diễm là tò mò đúng không? À, chị ơi chị, đồi trâu. Đồi trâu tại sao gọi đồi trâu? Đồi trâu chứ là con trâu trên đồi à. Đồi trâu. Đây cũng là bún phở. Bò gà, lầu mọc sốt vang. Bây giờ em nghĩ là ngay đứng đây thì xong rồi anh em mình chọn luôn. Mình chọn luôn. Vô trong kia là không có mất công. Menu đấy. Đây là bún. Em là chọn là phở gầu thẳng một đường. Phở gầu. Em bún bò đi. Em là nếu là trâu thì mình phải ăn trâu nhỉ? Đâu đây em chỉ có trâu, em đây là phở đồi trâu là tên của nhà hàng. Trâu. Thì ra là trâu CH. À thôi cho em xí lại nha, em là phở gầu với lại mọc ạ. À. Em xem bún bò. Em này, em ăn này nha. Phở nhưng mà các em tự nhớ, các em tự nhớ. Đấy, phở như em cua đây này, sốt vàng. Em lại là phở bò. Okay. À, bây giờ vào đây gọi món nha. Em ở ngoài thôi, em đã ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Có cái máy sắc luôn hay sao? Anh chào anh chị ạ. Chào cô ạ. Ôi, phở bắp không cô? Chúng con một bát phở bắp nhá. Nhưng mà mới vào sau nhà hàng mình dùng rất là hiện đại luôn, có cả máy cắt thịt luôn là cô. Chị cho em một bát phở gầu cộng với lại là mọc ha chị. Bây giờ là gọi mình sẽ gọi đồ luôn. Cô cho con là một bát bún bò, một phở bò. À để em ghi luôn đi chị. Rất là cẩn thận. Không phải lấy giấy ghi điện thoại, không ai phải cãi hết. Đây này anh Hải này. Em là anh Hải là phở phở bắp. Phở bắp. Phở bắp. Ai ai mí là gì? Phở bò ạ. Em phở bò ạ. Ai mí là phở bò. Phở là bún bò. Phở bò thập cẩm đi, ấy mí là phở bò thập cẩm đi. Chị cứ ăn phở sốt vang. Ở đây có sốt vang đúng không chị? Có sốt vang. Thêm phở sốt vang nhá. Thêm một bát. Chị Tuyên là phở sốt vang mà. Chị Diễm. Bơ rán gì? Em là ăn bún bò. Bơ bún bò. Đây còn rất là nhiều loại bò. Mọi người khi ăn thì mọi người có thể ra đây chọn. Bún gầu, đúng gầu. Cái là một bát sốt vang nữa. Em giao tờ giấy này lại cho cô nha. Một sốt vang nữa. Bạn thấy bát chưa? À, đủ rồi chị. Một bát sốt vang gọi riêng chị. Cô cho con gửi ạ. Nhìn cái máy của cô hiện đại nhở. Nhưng mà con cô cho con là xem chia sẻ mọi người chút để xem cái máy của mình cắt thịt như nào đây ạ. Mắt bò hấp dẫn nhỉ? Dạ. Ui. Nhưng mà sáng sớm nay là mình đi lấy thịt lúc mấy giờ cô? Lúc 6 giờ. Dạ. Bắt là cần thịt chắc ngon nhất cho cô. Mình thôi là để bỏ vô đây cho chị. Nó thử tay rất là hiện đại luôn nè. Do máy luôn, máy làm hết mọi người ạ. Gọi thêm một bát sốt vang, bát bắp bún nha. Dạ. Hoặc là bắp xào lan, có bắp xào lan không anh? Máy này là mỏng lắm ấy. Một bắp xào lan đi. Ý là một xào lan là biết sách không? Anh ơi, lần đầu tiên nhìn máy này, máy nó cắt rất là bằng hơn á. Vậy là máy nó là quán rất là đông. Đông quá nên là mình mua thêm này. Thì rất là tươi. Dạ. Mà nó bằng nhau nữa cô nhỉ? Đúng không? Rất là ngon. Đây là bát thập cẩm hả anh? Dạ, bún bò của chị ạ. À, đây là bún bò của em đúng không? À, nhưng mà rất là nhiều thịt bò nhỉ. Nhưng mà một bát, cho em hỏi một bát như này là bao nhiêu tiền ạ? Bún bò bát là 50 nghìn. À, 50 nghìn. Nhưng mà nhìn sơ qua rất là nhiều thịt luôn. Bát bún bò tái. Chị bên hộ em ấy. Dạ, anh có xem bếp trên bảng luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà cho em hỏi là quán mình là hoạt động bao nhiêu năm rồi anh? Dạ. Quán nhà mình hoạt động 12 năm, 11 năm rồi. À, anh chị là chủ quán đúng không? À, nhìn chị trẻ nhờ. Thế. Ui, trẻ thế này mà chị đã có cái quán rất là siêu to rồi anh.
có thể nói chuyện với chị xíu được. Ui, sốt vang này. Cái này là sốt vang này rất là ngon nhé các bạn nhé. Đây là bát sốt vang của chị Tuyên này. Cái này mình dùng nồi áp suất không à? Đúng rồi, chị sẽ hầm vào buổi tối và sáng ra thì là sẽ có bát sốt vang mà vừa mềm vừa ngậy vừa ngon cho khách hàng. Thịt bò rất là ngon và tươi. Đấy. Em ơi, bê sốt vang này. Bình thường là một bát là bao nhiêu? Nhà chị là 40.000. Lõi là 50.000. Nhà chị có giá từ 30, 35, 40 và 50. Đấy. Thế là bát thường thì mình sẽ là dao động từ 30 đến 50.000 đúng không? Đúng rồi. Bình thường ấy, nhà chị cái khách hàng mà đông nhất là đây bát sốt vang của bạn anh này. Đấy à. Khách hàng nhà chị là cao điểm đông nhất là từ 7 giờ 7 rưỡi. 7 giờ 7 rưỡi là các cơ quan nhà nước là sẽ ăn. Nhà chị thì khách lao động bắt đầu giải giáp từ 6 giờ. Nếu là mới bước vào quán thì quán chị rất là đông khách. Đây giờ này là chị sắp. Giờ này nhà chị là sắp hết rồi đấy em ạ. Đấy. Hành nhiếc các chị làm rất là tươi ngon nhá. Giờ này là chị là sắp cắt bữa sáng. Em mới vào quán, ở ngoài cửa quán thôi em đã ngửi thấy mùi thơm của nước dùng ấy chị. Chị cảm ơn em. Một phở tái, một bún tái khoảng 2 chị. Chắc là một phần đấy là quán nhà chị đông ấy, người ta nhà chị ngoài thứ 7, đã thấy ngửi thấy mùi thơm. Thứ 7 là chị sẽ kín từ tầng 1 đến tầng 3. Đây là xin giới thiệu với cả nhà, đây là bát bún bò có giá là 50k. Đây cả nhà nhìn này, rất là nhiều thịt luôn này. Đây là có cả gầu đấy, cái gầu này trước mình từng ăn review rất là nhiều luôn. Cái miếng thịt này, cả thịt bò này. Đây. Gầu này. Uầy. Mà ở đây đặc biệt là rất là nhiều hành nha. Các bác không ăn được hành nếu mà vào quán thì mình phải nhắc trước không ạ. Mọi người là cho rất là nhiều rồi, hành. Còn bát của mình này, khác biệt hẳn so với những bát. Em thấy bát chị Tuyên là hấp dẫn nhất đấy. Bát này. Chị Tuyên nhiều da, bún sốt vang. Nhưng mà chị Tuyên là riêng chị Tuyên là đấy là độc chỉ có một mình chị Tuyên là có sốt vang thôi nên là thôi anh gọi thêm luôn một cô. Thế mình lại thiệt thòi à? Đây có thêm lại có xào lá tế và mình có gọi thêm một đĩa bắp nữa. Nói chung là ai thế hôm nay là ai cũng giống nhau. Mời cả nhà ăn sáng nha. Mời chị ăn sáng. Mời anh chị ăn sáng ạ. Mời cả nhà ăn sáng cùng bơ bánh mí nha. Hôm nay ăn sáng xong thì anh em sẽ đi khám phá. Ô này, mấy đứa ăn sáng xong anh sẽ đưa mấy đứa đi. Có sung muối này. Có sung muối này anh chị em thử cho vào nha. Em mình lấy đi. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy có quán nào để có sung muối ở đây á. Mình ăn thử nè. Mình thử miếng nước chưa? Hôm nay là chị ăn bún bò nha các bạn, nhưng mà sợ bún ở đây người ta làm là bún bò nhưng mà đúng kiểu là bún với bò chứ không phải là bún bò Huế đâu. Sợi bé bé này, chị gọi phần này là cái tái với lại gầu, mình rất là thích ăn gầu luôn. Ăn nhanh để có người xịt. Thử miếng nước nha, mời cả nhà nha. Ôi. Cái này thực ra là mọi người không cần phải cho thêm sa tế hay này kia đâu, tại vì cái nước nó rất là thơm luôn á. Thơm và thanh. Em cũng phải thử luôn thôi. Này cô cho thêm hành nữa. Của Hải đây này. Bắp. Mùi nước ngon quá. Không. Bắp này rất là giòn này. Đấy. Rồi là có một chút gầu. Một chút nạm nữa, chung là làm bát thập cẩm, phở thập cẩm. Để xem cái hương vị phở ở đây như nào nhé. Mời nghe xem. Này, bát của em thì cũng có cả chả mọc này. Em sẽ ăn. Em mà gọi thêm mọc à? Vâng. Ba anh biết là bát thập cẩm nên là có cả mọc anh ạ. Còn bát mình gọi là chỉ riêng mỗi bún bò thôi. Lắp thêm cái xào, mà xào đây cho nó bằng bạn, bằng bè, bằng anh em. Không mà. Em phải cho thêm cái xào vào đây. Xào với gừng á. Nhìn hấp dẫn em cũng xin miếng. Mời cả nhà nhá. Ăn mì nóng hổi. Con nhà chị này nó dùng thơm. Bây giờ anh em mình đi cuối canh nhưng mà nước vẫn thơm này là ok. Cái miếng bò này ở đây, cái miếng gầu của nó ăn rất là giòn luôn. Gầu là tỉnh luôn á. Giòn lắm.
Một bát như của chị này vừa hỏi xuất vãng là 50.000 ạ. Dạ. Nên mà rất là chất lượng luôn. Nấu thịt. À. Anh bảo là bát thường là dao động từ 30 đến 50 chị ạ. Nghe nói là bát của em không có xuất vãng đúng không? Em ăn thật nha. Em thấy miếng xốp vang rất là hấp dẫn, em thử miếng này. Nếu mọi người nhận ra là sự đặc biệt ở cái ở đây là gì? Xốp vang ở đây á? Em cảm nhận nha. Cả cái bò tái, gầu và cái bò xốp vang đây. Họ lượng thịt bò rất là ngon luôn. Đúng rồi. Ăn ngọt thịt mà mềm, không bị dai. Ngon đấy. Thơm mà cái mùi nó không bị gây đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì là cái phần gân các thứ chị là chị lọc kỹ rồi chị. Xong chị mới để trên máy. Còn chị Linh đến đạt mà độ mềm. Cái này ăn với phở bún được mà nhất là có thêm bánh mì ấy. Đấy mà chấm vào cùng hết. Ừ. Mà cái đặc biệt ở đây là cái nước dùng của này người ta dùng rất là đậm đà luôn á, ngon. Tại vì người ta hầm xương rất là kỹ này. Đây làm thêm tí tỏi cho đời nó vui tươi. Đỡ cảm cúm ấy. Nhiều anh em cứ bảo mình là tại sao mà ông Hải ông ăn gần hết bát rồi ông ấy bắt đầu mới cho cái dao bích vào. Đấy là cái cách ăn phở đặc trưng của Hải nhé. Đầu tiên là phải thử xem là cái hương vị của nước phở nó có ok không ngay từ lúc đầu tiên. Đấy, sau đó mới cho bổ sung thêm các loại gia vị. Nhưng mà em mới nói thật sự luôn là cái xào này nó ngon lắm. Thế à? Cái xào lăng này ngon lắm. Họ xào ấy, xào ấy tái tái. Nó vào nó thơm lắm, cái gừng như này này. Mà cái này xào là người ta kiểu xào qua là xong rồi mình để mình cho vào phở nên là họ không có nêm nếm gì hết cho nên nó sẽ không có bị không có đậm đà. Có thêm chén nước mắm để chấm thì xào tay nó hơi thì đấy chị. Nghe sụt sụt thấy ngon này. Cảm ơn. Tay nghe bắt nước mắm để chấm rồi. Cảm ơn các bạn. Đây, này chấm nước mắm rồi này. Em rồi chị cảm ơn. Chị còn lấy thêm cả là sung nữa. Nhưng mà bát bún bò này thì trước tới giờ em ăn thấy quán này hợp với khẩu vị của em nhất, ngon nhất. Cái nước dùng hơi béo béo ấy. Đấy, về anh em Sơn La là luôn đúng không? Đây là chắc là một lấy chồng Sơn La đấy. Ngon. Đây cũng là một trong những quán mà nấu cái nước phở rất là thơm mà em không muốn nêm gì luôn ấy. Mọi người cho thêm ít sung chua vào, sung muối vào. Đây để chị cho chua nhẹ xong giòn lắm. Quẩy lên giòn lắm. Quẩy cho vào một lúc ấy, khoảng trong vòng 30 giây ăn luôn thấm vào ngon lắm. Em cho thêm sung. Ông Hải, cho thêm ít nước này nó cho ba cái nào này. Cho thêm ít sung vào em cho giòn. Kèm thêm miếng sung lên trên nhá. Ngon. Ăn miếng sung nó giòn giòn. Mình ăn mãi. Kèm thêm miếng thịt nữa. Trong quán em mình có mỏ, mình ăn miếng là có mọc thôi chị ạ. Mà em bí thập cẩm mà. Nhưng mà cái mộc đây nhìn rất là đặc biệt nha. Họ mo cái viên bé bé vừa vừa thôi nhưng mà viên ngon lắm chị ạ. Rồi em mời mọi người nha. Trong họ còn có cả mộc nhĩ rồi có thêm tiêu nữa. Thơm lắm chị ạ. Nhai những hạt tiêu ấy. Trong miệng thơm. Không được miếng nào đâu. Cảm ơn nước mắm này. Ngon, cái cả họ xào với gừng nên rất là thơm luôn. Mà cái miếng thịt là mềm. Chấm thêm ít nước mắm nữa là ngon. Là nó hay mềm ngon. Còn cái bò mà để qua tủ lạnh rồi nó dai nhách. Dai nhách mà nó không thơm luôn hả? Còn nhưng mà vừa nãy là vừa mới bước vào quán ấy, em nghe cái tên là đồ châu em tưởng là
Thịt trâu. Trâu TR. Tưởng nó là giảm ngang phở trâu hả? Vâng, đúng rồi chị ạ. Tên, tên rồi. Mà cái sợi bún này thì nó hơi bé bé sao ấy. Bé bé so với các loại bún này mình thấy ăn bé nên nó đậm gia vị hơn. Ngon. Thế mà cũng nước dùng hơn ấy. Để ăn cả cái mọi gì? Mọi người ăn quẩy. Quẩy thì mọi người nên chấm để nó ngập nước ở bên trong cho ăn nó ngon hơn ấy. Ngấm nước dùng nó đậm xong mà nó còn hơi ngọt ngọt đấy. Đậm đà. Từ đây mình đi nhà tù đâu xa. Từ đây đi tù á. Cũng ngay gần đây mà. Ngay gần đây mà. Xíu nữa mình đi đâu cơ anh? Đi ăn xong rồi cho mình đứa đi tù. Đi tù á? Nhưng mà hôm qua là đường đi trải nghiệm cùng anh Hải, chị Diễm là đi tham quan Vườn Mận này, xong là đi ra cầu kính Bạch Long này. Thật sự là thấy Sơn La có rất là nhiều điểm du lịch ấy. Nên là nếu các bác mà có ghé thì mình nên xem video của các anh chị để mình có thể tham khảo các điểm du lịch để mình đi chơi. Đi cầu kính nhưng mà mưa sấm chớp đùng đùng mà vẫn đi cầu kính. Cầu kính là cầu kính dài nhất thế giới cơ mà. Với lại là Sơn La còn có thủy điện Sơn La lớn nhất Việt Nam nữa. Đúng không? Mong muốn đi khám phá. Còn nhiều lắm. Trải nghiệm trên sông Đà ở Quỳnh Nhai. Thường nhà em là ăn sáng là sẽ có quả thủy trắng miệng. Với không kịp chín. Cảm ơn chị ạ. Đúng lúc anh Hải đến. Ăn sáng thì Xin chào cả nhà, hiện tại là Ái Mí và chị Pơ là đang ở trước cửa chợ Dạng Tết mọi người ạ. Hôm nay Ái Mí chị Pơ là đi cùng anh Hải, chị Tuyên, chị Diễm cùng anh Dũng là đi qua một vòng thành phố Sơn La, được đi quảng trường Sơn La rất là rộng và được đi nhà tù Sơn La. Rất là được nghe chị hướng dẫn viên kể về nhà tù Sơn La rất là xúc động mọi người ạ. Thật ra hôm nay còn được đi tham quan cả thủy điện Sơn La và phá kỷ lục thủy điện Hòa Bình là một cái thủy điện lớn nhất tại Việt Nam cũng như là Đông Nam Á nhỉ. Hôm nay là Pơ và anh Mí là sẽ đưa cả nhà đi tham quan chợ Dạng Tết, là một ngôi chợ lâu đời của thành phố Sơn La nha. Đúng rồi, bây giờ anh Mí đang đi vào buổi chiều ấy. À, con chào cô. Con chào cô ạ. À dạ, dạ đúng rồi, vừa đến tối qua. Đúng rồi, là bọn con vừa đi cầu kính Mộc Châu. Dạ, bên đây là ở đấy ạ. Cô nha. Ừ, chào nhá. Khỏe nhá. Dạ, dạ. Nhiều YouTube nhá. Thế Hải đâu? Hải ạ. Anh Hải là anh chị là đang có việc bên kia rồi ạ. Bọn con bà suốt ngày xem chúng mày thôi, không thể làm không xem. Hôm nay là cho bà lên TV tụi con nhá. Cô là bán gì đây ạ? Bán đây luôn ạ. À, cô chụp về cho bà xem. À. Dạ. Hai đứa đứng vào cô chụp một cái ra. Dạ vâng. Đứng ở ra hàng của cô đi cô. Ở đây đúng không? Đấy, cho sáng. Ở đây ở bên này cho sáng. Hai đứa. Rồi, cảm ơn cô nha. Cô chào hai cháu nhé. Chào cô. Chào cô ạ. Đây cũng phải là phẩm dụng nhỉ? À đây là canh quả, đây là của bếp trên bản ạ. Dạ. Đây là sáng nay lở Mộc Châu. Dạ vâng, hôm qua là bọn cháu ở Mộc Châu ạ. À thế ạ, ngoài xinh hơn ở trong ấy. Đấy, cảm ơn. Ở trong béo quá. Dạ, cảm ơn. Vâng, ai ở trong ảnh là còn, đều tăng mấy cân đấy cô ạ. Dạ. Còn như chú Hải mới Tiên mới ấy đâu. À, anh chị đang ở bên Hải, nhà Hàng ấy. Hải Diễm, Tiên, Dũng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà các cô ở đây dễ thương quá, nhận ra Phương Ái Mí luôn. Ôi, thêm gọi chúa. Từ lúc chỗ kia có bảo có phải không, nhưng bỏ vừa về Mộc Châu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Vậy em là quay gì YouTube à? Thôi ạ. Bây giờ giới thiệu mọi người trên bản làng thôi. Dạ. Bên trên làng nghe bạn vui. Vui ạ. Vui cô ạ. À, một con là đi thăm quan mà vẫn đi cầu kính có sợ không? Có sợ Hải, nhưng mà đi đến một đoạn thì quay về thì hết mình. Cao lắm mọi người. Nhưng mà hôm nay may hôm đấy là mưa cô ạ. Không thì là bọn con mà nếu là trời nắng ấy chắc là đi sợ lắm.
nhìn các cháu ăn thì thèm nhưng mà không ăn được, già rồi, 92 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà chợ mình là bán buổi chiều thì là ôi, buổi sáng thì đông lắm, buổi sáng người người Thái ở đây đông lắm, ngồi hết ở cái sân này này. Nếu mà cháu đi buổi sáng thì ấy. Tại vì là buổi sáng sớm hôm nay bọn cháu đâu đấy, con đi sớm. Anh nghỉ khách sạn nào? Nghỉ ở bên kia. Bên con không nhớ. Anh chị là vừa đặt mới nên là con cũng không nhớ tên này. Dạ. Con là ăn ở bên đằng này này. Thế là chắc nó chỗ dạ. Con chào cô nhá. Con lên trên này khám phá chợ chút nào cô. Con chúc cô bán đắc hà nhá. Bây giờ là chợ buổi chiều nên là nó hơi vắng so với buổi sáng. Nhưng mà mình vừa mới vào đầu chợ, mình thấy là các chị và các cô ở đây bán hoa quả rất là tươi. Dạ, em cảm ơn ạ. Bán này, chuối này, nhìn ngon nhỉ? Tươi luôn này. Còn ở trong này là khu bán thịt. Nhưng mà trong thịt này YouTube lại mình lại không thể là quay gần hơn cả nhà, tại vì hơi sợ ấy. Em chào các chị ạ. Cũng mà bán các đồ như là hoa quả nông sản. Nhưng mà nếu là đi về Tây Bắc ấy, mình thấy mọi người bán thịt lợn ở trên này là lợn bản ấy. Nên là thịt lợn nhìn rất là tươi, chào ngon. Chào các cô đó. Ạ. Con chào cô. Tôi cũng biết là cháu đứng đây nha. Ồ, dạ. Các cô cũng xem bọn cháu luôn ạ. Đi xuyên Việt về dạ? Không, mà con đang xuyên Việt tới tỉnh Sơn La. Dạ, dạ, dạ. Chào cô. Cô lên. Một với hai rồi cơ. Dạ, con cảm ơn nên cô. Nên là con đi quay giới thiệu chợ mình á cô. Dạ. Nè, các cô cũng là người Thái ạ. Cô là người Thái. Cô là Thái đen đúng không? Con thấy là tầng cổ ấy ạ. Dạ. Các cô dễ thương. Cô bán nhiều rau á. Dạ. Dạ, anh chị là đang ở bên này ạ. Còn con là tranh thủ thời gian là đi quay chợ ạ. Thế nghỉ, nhà nghỉ nào? Và con là chưa biết anh chị đạt đấy ạ. Thì khách sạn Mường Thanh. Ủa, này là gì lạ nhỉ? Ơ, nhưng mà cái gì trắng trắng này cô? Mẻ. Mẻ. Nó tưởng sữa. Con nhìn như kiểu là sữa, như kiểu là cô á, suốt ngày xem các cháu ấy. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Ta mau hay nghĩ không? Nhưng mà ăn xong bọn cháu là có ăn ngon hơn cô không? Cô ăn ngon là mà con vui rồi ạ. Dạ. Con chúc cô là bán đắc hàng nhá. Con chào cô ạ. Trong này nhiều rau củ quả nhỉ? Đây là trong này là khu bán rau củ quả ấy, nhìn rất là tươi. Dạ, đúng rồi cô ạ. Con chào cô. Đây cũng là người Thái bán như thế này này. Dạ. Đây cô là mình bán tương hả cô? Tương thối đây cháu. Con xem một chút được không ạ? Đây là tương. Là cái đậu tương ấy. Là cái đậu tương này, cháu thích ăn cái này lắm. Cái này mà chấm với măng đắng ngon. Cái này là chấm với măng đắng cô? Măng đắng với quả cà. Đúng rồi. Dạ. Cái này là bằng hén. Ui thơm nhỉ cô nhỉ? Ừ. Đây là người nhà mình tự làm. Cô làm đấy. Cô làm luôn. Ui nhìn cái này là cái nếu là mang về đấy. Các bác mà có dịp mà lên Sơn La mua về một hũ này chấm với cả măng lên rất là ngon luôn. Làm nước pha. Một hũ này bao nhiêu tiền cô? 20.000 thôi mà. 20.000. Đây là mảng hén. Mảng hén là làm từ gì ạ? Đấy là làm trộn với ớt. Chẩm chéo ớt ạ. À, đây không phải đâu. Mảng hén. Mảng hén. Ui. Nó khác với chẩm chéo nhá. À. Đấy ngon lắm. Đây cháu ngửi thử với nhá. Thơm nhỉ? Mùi lạ lạ nhỉ. Có phải làm từ mè không cô? Không, con này là con hén ở dưới suối đông nước ấy. À. Xong là về trộn ớt. Đây cô cho Ái Mí thưởng thức luôn nha. Mời cả nhà nhá. Ái Mí thưởng thức xem nói. Em chị cô thưởng thức trước. Đây. Vì cả nhà anh Mỹ nhường cho mình trước. Để đi có sao đâu, ngon mà. Mày ăn với sôi ngon lắm đấy. Người dân tộc mình là biết ăn nhỉ. Cháu thấy hơi kiểu hơi chua chua một chút. Nhưng mà rất là thơm. Nè. Không biết là quả gì cho nhanh như kiểu có quả. Con gì, con mặn hén. Con hén. Dạ. Nhưng mà cháu thấy hơi chua chua. Xong là có cả đầy đủ gia vị rất là đậm đà luôn. Cái này là chấm đồ rất là ngon đấy. Hôm nay cô thấy các cháu ở Mộc Châu mưa lắm à? Dạ đúng rồi ạ. Theo dõi kênh của các cháu lắm á. Ui nhưng mà vào trong chợ là toàn là các cô nhận ra nên vui lắm. Cảm ơn cô ạ. Ăn hải sản nhiều nhờ cô thấy các cháu ăn. Tại vì bọn cháu là đi dưới biển đấy cô. Ăn hải sản. Cảm ơn cô nha. Con chúc cô là bán đắt hàng. Các bác mà qua chợ thì có thể ghé qua ủng hộ cô nha. Em mà ở gần này em cũng mua và làm vài lọ về ăn chấm với măng đắng. Ngon cực kỳ luôn.
Cô nhiệt tình quá mọi người ạ. Đây là quả gì cô? Quả cà đắng. Cà đắng. Ở Phú Yên đấy. Nè. Đây là quả cà dại cô nhỉ? Không, quả đắng Phú Yên nó trồng. Nhưng mà quả này thì mình về làm món gì cô? Thì nấu cháo với lại băm thịt ra. Dạ. Tại vì là nhìn rất là tươi luôn này. Còn cháu là người Mông ở trên bản ấy, cũng ít món ăn hơn so với người Thái cô. Riêng là người Thái hôm nay cháu được thưởng thức là rất là nhiều món ăn phong phú luôn cô ạ. Người Thái đi học hỏi thêm để là biết món ăn nhiều hơn. Rồi quá, nhìn thích quá. Cháu cảm ơn cô nhá. Mọi người đi lên chợ thì mọi người có thể ghé qua ủng hộ cô nhá. Mai cô vào bếp trên bản xem nhá. Con chào cô. Con chào cô ạ. Đây nhiều măng chưa kìa. Cô là băng bóc măng này. Đây là măng là cô đi lấy hả cô? Vâng, cô đi lấy ạ. Nhưng mà đây là măng đắng hay măng gì cô? Đây là măng sạch. Đây là măng ngọt. Đây là măng luộc rồi đúng không cô? Luộc rồi ạ. Thế thì con phải mua mấy cái. Cô là bán như nào cô? Cô là 40.000 một cân. 40.000 một cân thì cho con một cân thì mang về tí nữa. Con chấm. Ai Mỹ lại thích ăn măng non non này. Bởi vì là có cái này nó ngọt ấy. Ngọt lắm, nó gói này. Đây là một cân. Ờ thế này thì tí nữa phải mua một lọ cô. Thì ai Mỹ sẽ mua thêm một lọ để tương. Dạ, cho măng để vâng ạ, cô lấy hết vào. Vâng, cô lấy hết cho cháu. Thế ở trong chợ mình là có người Thái. Mình là người Thái đen cô nhỉ? Thái đen. Có người Thái mình tảng cổ ở đây rất là đông luôn ấy. Và các cô người đồng bào. Dạ. Đã mình nhìn thấy bóc luôn không? Không ạ, tí nữa con quay xong cho bác. Cái này về ăn luôn đúng không cô? Về ăn luôn nhá. Dạ. Lấy cháu. Hay là bây giờ mình lấy mình ăn thử luôn ở đây. Đây đây cháu chuẩn bị ra mua đây. Đây cháu ra bây giờ đây. Lúc nào cũng đi chả nhớ bây giờ. Ăn thử ra. Ăn đi. Mình đi mua thêm cái chuẩn. Người nhỏ thôi đây cứ đi người ở trên người to lắm. Dạ, cô cảm ơn. Thì em đi mang chấm luôn. Đấy. Cứ nhận cho em thử. Đây. Đây. Cho con là một lọ này luôn cô cho dạ. Con một lọ luôn đi. Dạ. Vâng. Cô lấy lọ ăn luôn cho cô cho luôn. Cô làm để xếp. Đây. Con cảm ơn cô nha. Con gửi cô. Đây. Xé ra mang xé. Đây, cháu để nhờ đây nha. Có phải 20 không cô? Ừ, 20.000. Dạ. Này em cầm luôn này. Chấm luôn. Đây cô bác cho. Đây, cô bác hộ cháu với. Ôi, cái măng này chỗ này non 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 này này, chấm vào đây này. Ui, mời cả nhà nhá. Vị nào chị Pơ? Ui, ngon quá. Ôi, đây cô bóc hột nhà ai Mí này. Đây, cháu cảm ơn. Đây cô, cũng ăn cùng con. Cháu ăn cùng bà con luôn. Cô ngại em. Đây nè, cái tương của cô này. Tương cô là trời cả nhà nhá. Măng luôn ấy. Ở nhà ai Mí là ở bố mẹ ai Mí cũng hay đi lấy, ai Mí bố mẹ là cũng đến mùa măng là hay lấy xong chấm. Nhưng mà trên nhà mình thì có măng đắng mà chấm với lại loại này lọ gì nhỉ? Loại tên ăn tương. Tương đúng không? Tương này thì cực kỳ ngon luôn mọi người ạ. Mời cả nhà nhá. Ui bão nhưng mà quá. Ngon quá. Mùi vị hơi bùi hơi cay cay. Mà cái này là cô cái tương này nó mềm mềm nó thành kiểu nó xay ra ấy. Nhưng mà rất là ngon luôn thơm có ớt hơi cay cay hơi cay cay nó rất là cố miệng luôn măng giòn á nhìn gần đây à chấm nè chấm măng này hết sẩy luôn rồi nhà ngon lắm mọi người ngon lắm măng giòn nhở ngon quá cô ạ giòn ngọt. Dạ. Dạ. Đây con mua đây rồi ạ. Đó. Ngon quá. Nào cô là ngon đấy cô. Nên là khi mọi người mua măng thì mọi người nhớ mua thêm một lọ này nhá. Có 20.000 thôi. Chấm với lại măng đắng hoặc là măng ngọt đều ngon hết cả nhà. Ngon quá. Đây này, mình sẽ mang măng và lọ này đi, lọ tương này đi cho về cho anh chị thưởng thức nha. Đúng rồi. Món măng này phải chấm với cả cái tương này này mới là hết sẩy nha cả nhà. Nhưng mà thực sự là hôm nay là mình đi chợ Sơn La được, mình thấy các cô ở đây rất là thân thiện mà hiếu khách mà còn
còn nhận ra ai mí là phơ nữa. Thật sự là mình rất là vui luôn đấy. Từ trước tới giờ là mình thấy đi chợ này là để lại cho mình là ấn tượng nhất. Pơ thì nếu là các cô chú mà ở Sơn La có xem được video của Pơ thì cho Pơ gửi lời cảm ơn đến cô chú và chúc cô chú nhiều sức khỏe hơn nữa để xem video ủng hộ Pơ và ai mí nhá. Bên ngoài chợ thì là các chị vẫn là đang bán mận này, rồi là xoài này. Bây giờ cũng đang mùa xoài mọi người ạ. Nãy là xoài ở Mộc Châu là cũng rất là ngon. Ai các bác mà xem trên kênh của Phạm Dũng, anh chị Dũng Diễm là có mua rất là nhiều xoài rồi tặng cho các cô ạ. Con chào các cô. Bà con là ở trên Lai Châu ạ. Dạ, bà con vào chợ là quay chia sẻ ạ. Con chúc cô bán đắt hàng nhá. Dạ, con chào cô. Dạ. Mận cô nhìn ngon nhỉ? Ừ. Nhiều phấn ấy. Dạ. Lại mận đậm á. Con chào cô ạ. Dạ, dạ cô. Con vừa đi vào mua tương với cả măng. Dạ. Dạ, bữa cảm tối hôm nay của con đấy cô. Ừ, nay là sẽ đi đưa món này cho anh chị là thưởng thức. Anh Hải là cũng thích em cái món này này. Ngoài này là các chị đang bán mận rất là nhiều này. Mà các chị dùng cái rổ này. Cái giỏ này, giỏ đặc biệt luôn đấy. Em chào các chị ạ. Xin chào các chị. Dạ. Vâng ạ. Em đi vào trong mua ít măng về tí tối ăn chị. Nhưng mà các chị là nhà ở gần đây không chị? Nhưng mà các chị đều là người Thái cả hết á. Nhưng mà các chị là cứ đi bán mận xong mang cái giỏ này đi này. Cái này là mình đeo ở đâu hả chị? Đồn gánh ạ, à, đồn gánh. Mận này chị ngon nhờ. Chúc các chị bán đắt hàng nha. Hôm nay là một buổi rất là ấn tượng đối với ai mía ở là Sơn La. Sơn La một mảnh đất mà rất là nhiều màu sắc, nhiều văn hóa của các dân tộc khác nhau ấy. Như là người Thái này, người Mông này và nhiều dân tộc nữa. Chị Pơ là có cảm nghĩ gì về Sơn La? Như vừa nãy chị vừa nói thì hôm nay là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi vào tham quan trong chợ này. Chợ Dặm Tích này, ngôi chợ là rất là nhiều cô, các cô là dân tộc Thái bán trong này rất là nhiều. Nhưng mà khi mình mới bước vào đầu chợ thôi thì là có cô là đã nhận biết Pơ và ai mí đã gọi từ rất là to rồi. Ôi mình thật sự là rất là cảm ơn cái khán giả ở trên Sơn La là rất là nhiều. Tại vì các cô luôn yêu quý và nhìn cái là biết ngay, mà nhìn từ đằng sau lưng thôi cả nhà. Nên là còn nếu là các cô có xem video, con chúc các cô là nhiều sức khỏe là và các cô nhớ xem video, đừng có bỏ qua quảng cáo nha. Nhớ đăng ký video cho biết trên bản ạ. Sau đây ai mí và chị Pơ là cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn là cả nhà đã luôn xem theo dõi và ủng hộ ai mí và chị Pơ. Là ai mí thì cũng ai mí chị Pơ thì cũng không có nhiều thời gian, và sau thời gian đi cùng anh chị là có thời gian trống thì mình sẽ đi quay video chia sẻ, cố gắng chia sẻ cho mọi người nhiều hơn. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ nha. Bye bye. Yêu Sơn La.